Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình đây là pin của điện thoại Vsmart Joy 2 Plus. Có tên mã là BVSM420. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần pin của điện thoại Vsmart Joy 2 Plus, dùng nhanh hết, dùng chập chấn lúc không, cần một địa chỉ thay mới pin cho điện thoại Vsmart Joy 2 Plus. Quý vị các bạn vui lòng mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn. Chúng tôi có sẵn tất cả linh kiện trên Vsmart Joy 2 Plus phụ quá trình thay mới, sửa chữa vị các bạn. Riêng đối với pin của Vsmart Joy 2 Plus, quý vị các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới cho vị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Đối với những khách hàng ở xa có nhu cầu mua mới pin cho Vsmart Joy 2 Plus, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0911 582 123. Chúng tôi sẽ ship pin của Vsmart Joy 2 Plus đến tận những chủ hàng yêu cầu. Quý vị nhận được, quý vị thanh toán tiền nhờ bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn.